Thời gian tuy là một khái niệm rất là gần gũi và hiện diện trong đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta, thế nhưng để giải thích một cách đơn giản, dễ hiểu cho các bạn nhỏ tầm 4 đến 5 tuổi như bạn Daisy thì đúng là không hề dễ dàng một chút nào. Vì thế cách mà mình lựa chọn là bên cạnh việc giải thích cho các bạn ấy quy trình trình tự thì mình vẫn thường gắn khái niệm về thời gian hay là khoảng thời gian với những công việc hàng ngày rất là quen thuộc để bạn ấy có thể dễ dàng hình dung ra được. Việc các bạn nhỏ biết xem giờ, biết ước lượng thời gian còn có một tác dụng rất là tuyệt vời, đấy là giúp cho các bạn ấy có thói quen đúng giờ, biết tiết kiệm thời gian và tác phong hơn trong những công việc hàng ngày của mình.